Già Thiên, tập 73, Hạt sống kỳ lân. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm đứng lên, liền nhìn thay một mảnh trắng nõn, vài vị thánh nữ đang đứng ngay trước mặt hắn, hắn có muốn tránh cũng không thể được. Lý Hắc Thủy ghen tị, khẽ mắng một câu, thấp giọng nguyền rủa. Cẩn thận, đừng có nổi máu thú vật lên đó. Trong lòng Diệp Phàm vội miệng một câu Phật hiệu, liên tục hô tội lỗi, nhưng vài vị thánh nữ của vạn sơ thánh địa, đại diện thánh địa đứng quá gần, hắn không thể tránh được. Cổ Phong tiểu đệ đang chọn đá sao lại đỏ mặt lên vậy? An Diệu y cười khẽ. Nàng được xưng là một trong những nữ nhân đẹp nhất, thậm chí còn có người cho rằng nàng là đệ nhất mỹ nhân tại Đông Hoang, mỗi một cái nhăn mày, cười khẽ thì đều động lòng người, đẹp không ai bì được nàng thoạt nhìn tiên tư xuất trần, không thể khinh nhờn, nhưng đối với Diệp Phàm thì lại khác, hiện giờ hắn lại cảm thấy có chút ăn không tiêu. An Diệu Y có dáng người thật là ma quỷ, thân thể động lòng người, thật tròn, thật mịn màng, thật căng, thân thể như làm bằng ngọc, mê hoặc tâm thần người khác. Diệp Phàm ho khan một tiếng, nói. Chọn đá cũng rất tiêu hao tâm thần. Huỳnh đệ, người không sao chứ? Yêu Nguyệt không rất nhiệt tình hỏi. Lý Hắc Thủy đứng một bên, biếu môi. Yên tâm đi, hắn chẳng những không có việc gì, tinh lực lại còn vô cùng dồi dào, tuyệt đối là khí huyết dâng trào, tràn ngập lực lượng. An Diệu Y cười ngọt ngào, nói. Cổ phong tiểu đệ quả là có ý tứ, ta thấy ngươi cũng không phải là người hay e thẹn, sao bây giờ lại câu nệ như vậy? Lý Hắc Thủy cười hắc hắc, nói. Diệu Y tiên tử tôn quý, mị lực của nàng quả thực là không gì sánh được, kiều cốt hương thể, tươi đẹp tuyệt vời cổ phong hắn thật sự không chịu được nữa đâu một vài vị thánh nữ tại đây cảm thấy khó hiểu chẳng rõ làm sao chỉ thấy dường như lời này có gì là lạ ám chỉ gì đó diệp phàm vội che giấu nói ta không sao vừa rồi hao chút tâm lực nghỉ ngơi một chút là tốt rồi mấy vị thánh nữ nhẹ nhàng cười phong tinh vạn trùng ngay cả người bên cạnh đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc về vẻ đẹp này tâm hồn ngây ngất càng không nói tới Diệp Phàm có cặp mắt thấu thị, có thể chân chính cảm nhận cái gì mới được gọi là thiên kiều bá mị, thân thể mềm mại dụ hoặc, nhưng đây lại không phải là một loại hưởng thụ, mà là một loại trà tấn. Hắn vội vàng xoay người nhìn về phía tiên phần, một lần nữa cân nhắc nó, nếu không thì hắn sợ rằng chính mình sẽ bị đau mắt, bị thiên lôi đánh xuống. Phải biết rằng đó chính là vài vị thánh nữ, là người kế thừa của các thế lực bất hủ tại Đông Hoang, là nữ chủ nhân tương lai của vùng đất mênh mông này, hôm nay lại bị hắn khám phá được bí mật. Sau này, nếu mà bí mật này bị lộ ra, khiến cho người khác biết được hắn có thần nhãn, khẳng định sẽ xảy ra một hồi đại loạn. Hơn phần nửa số thánh nữ ở đây sẽ đuổi giết hắn khắp cùng trời cuối đất. Đầu chọc lão ca, đạo sĩ lão ca. Diệp phàm tụng lung tung vài câu Phật hiệu và đạo hiệu, hoàn toàn bình tĩnh lại. Tiên phần này bị ẩn như vực sâu, tuy không lớn lắm, nhưng lại sâu không lường được, hắn nhăn mày, quan sát thật lâu, sau đó mới đứng dậy. Cổ tiểu ca, có chọn khối đá này không? Một đám lão già tại đây đều rất chú ý, trong đó có một người nói. Nói không chừng thật sự có tiên chân nằm trong đó đấy. Nếu tảng đá này quả thực là tiên phần do trời cao phong ấn, vậy thì người của Diêu Quang còn chưa lao tới mà cắt ra sao? diệp phàm lắc đầu trong lòng hắn cũng khó có thể đưa ra kết luận được không lâu sau hắn đi tới bên cạnh cái ao nhìn thẳng vào một khối đá lớn bằng đầu người thoạt nhìn không có gì đặc biệt cả nhưng thực sự trong lòng hắn vừa động liền dùng nguyên thiên thần giác nhìn xuyên qua nó thần nguyên khối kỳ thạch này không lớn nhưng bên trong lại có một khối thần nguyên lớn hơn cả nắm tay điều này khiến cho hắn có chút giật mình đôi mắt thần của hắn sáng như điện, anh tím xám nhập vào ba phần tảng đá, rõ ràng nhìn thấy một vầng sáng như là một mặt trời nhỏ ở trong đó, không có khả năng là do Nam Cung Kỳ làm giả thần nguyên. Khối thần nguyên này có giá khoảng 7 vạn cân nguyên tinh thuần, có màu vàng, như một vầng sáng vĩnh hằng bên trong khối đá. Diệp Phàm cầm khối đá bằng đầu người này trong tay, suy nghĩ một lát, dự định mua nó, chọn làm một trong ba khối đá quy định đột nhiên hắn biến sắc ném tảng đá lên không trung trốn vào giữa đám lão già mất nếp này quanh dường như có một tảng thiên thạch từ vũ trụ rơi xuống hủy diệt giữa không trung năng lượng màu vàng trói mắt như dung nham núi lửa vô cùng vô tận phun trào ra khí tức của thần nguyên tất cả mọi người đều giật mình đồng thời cảm giác được một hồi sợ hãi nhiều thần lực như vậy đột nhiên nổ tung đủ để nổ tan cả nhân vật thuộc lớp tiền bối nếu vừa rồi Diệp Phàm mà chậm một bước thì tuyệt đối đã bị nổ thành thịt vụn, khó có thể đánh giá được cỗ lực lượng này mạnh tới mức nào. Lão già này âm độc thật, không tiếc phế bỏ một khối thần nguyên. Diệp Phàm cắn răng. Tất cả mọi người ở đây đều tim đập mạnh, nguyên thuật quyết đấu đã tới mức sinh tử rồi, trong quá trình chọn đá mà hơi có chút sơ ý thì sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chỉ có thần tam hưng phấn, bay lên không trung, hút mạnh một cái, thu hết thần nguyên khí vào trong miệng không ngừng chép cái miệng nhỏ nhan, ra vẻ say mê. Đến mà không trả lại thì thật là thất lễ. Diệp Phàm chậm rãi bước đi trong rừng trúc, động tác không thèm để ý chút nào, biến thạch phường diêu quang thành chiến trường, thi triển hóa long thuật, địa mạch thuật, sát sinh thuật với các tảng kỳ thạch tại đây. Mà trong quá trình này, hắn phát hiện ra tám, chín chỗ có bẫy dập, nếu phát động thì sẽ lấy mạng người, nhẹ thì bị tàn phế, có thể gọi là từng bước kinh hãi. Oanh! ánh sáng tím sông lên tận trời, một khối tử tinh nguyên dị trùng vỡ tan ra, mặc dù Nam Cung Kỳ phản ứng nhanh chóng, nhưng nửa ống tay áo cũng vẫn bị nổ thành cho bụi. Mà bên cạnh hắn, một tên đệ tử lại hét lên thảm thiết, máu thịt bầy nhầy, cái bụng thiếu chút nữa đã bị xuyên thủng, có thể nhìn xuyên ra sau. Nam Cung Kỳ giận tái mặt, ra lệnh. Các ngươi đứng ở bên cạnh đi, không được đi theo. Vài tên trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ xương nghe thấy vậy, vội vàng lui lại phía sau, không dám đi theo nữa. Mùi thuốc súng càng thêm nồng nặc, hai bên đấu nhau rất gay gắt, chỉ cần có chút sơ sẩy thì có thể mất mạng ngay. Diệp Phàm đi trong thạch viên, rốt cuộc phát hiện ra một tảng đá tương đối vừa ý, nó giống như một tảng đá bị vỡ ra, cũng không phải là rất lớn, treo bảng 8 vạn cân nguyên, tên là Phong động thạch tảng đá này đã bị phong hóa gần hết rồi, trên bề mặt còn có rất nhiều lỗ nhỏ, giống như khúc gỗ mục bị sâu đục qua, người chọn nó làm gì chứ? Lý Hắc Thủy khó hiểu. Đám lão già xung quanh cũng thực sự khó hiểu, có người nói. Tảng đá này bị vứt ở đây mấy trăm năm rồi, từ trước tới giờ không ai động tới nó cả. Ngoại ý muốn của mọi người là Diệp Phàm lại rất kiên quyết mua khối phong động thạch này, cũng không giải thích gì thêm trong rừng trúc phía bên kia hồ cũng chuyển tới tiếng hô kinh ngạc, Nam Cung Kỳ cũng đã chọn được khối đá đầu tiên, dẫn tới chấn động. Nam Cung Tông Sư tuyển được huyết tế thay. Nghe nói đây là vật liệu đá chuyển từ trong cấm khu thái sơ đi ra. Nó có giá 30 vạn cân nguyên tinh thuần, là khối chân thạch quý nhất tại thạch phường Diêu Quang, có thể xếp trong năm hạng đầu tại các đại thạch phường đấy. Thật sự là đại thủ bút kinh người, 30 vạn cân nguyên có thể xếp thành một ngọn núi, vậy mà lại dùng để mua một tảng đá. Mọi người không thể không khiếp sợ, trong thạch viên tràn đầy tiếng bàn luận ồn ào. Diệp Phàm nhíu mày, đối phương quyết đoán ngoài dự đoán của hắn, hắn cũng từng xem qua huyết tế thai, cũng giống như tiên phần, khó có thể nhìn thấu, không ngờ đối phương lại quyết đoán mua nó. "Ta muốn tiên phần." Hắn nói bốn chữ này với người của Diêu Quang. Mọi người nghe thấy vậy, liền hít lạnh một hơi, sau đó chuyển ra một mảnh kinh hô, kỳ thạch đặt thứ hai cũng được mua, xem ra hôm nay nhất định có trò hay để xem rồi. Tiền phần có giá 25 vạn cân nguyên tinh thuần. Hai tên này đúng là điên thật rồi, dùng mấy chục vạn cân nguyên đi mua một tảng đá. Bên trong thạch viên là một mảnh náo động, ai cũng đang sôi nổi bàn luận, còn bên ngoài thạch viên thì lại sôi trào lên. Hôm nay có rất nhiều người tới đây, hầu hết mọi người không thể vào trong, chỉ có thể đứng phía xa nhìn về phía rừng trúc. Lần đánh cuộc này thật là kinh hại thế tục, một phát là đã ném ra mấy chục vạn cân nguyên, còn bạo tay hơn cả thánh chủ nữa. Tiền phần và huyết tế thai đều đã được chọn, hôm nay nhất định có thể được mở mang kiến thức, biết được bên trong chúng chứa cái gì gần như tất cả mọi người đều kích động, các đại thánh tử đều cảm giác rung động không thôi, dù sao thì cùng là mấy chục vạn cân nguyên, cũng khiến cho bọn họ phải hít lạnh một hơi. Những lão giả lôi thôi kia là không bình tĩnh nhất, có một số người đã nhìn chằm chằm vào tiên phần và huyết tế thai không biết trong bao nhiêu năm rồi, nhưng sau khi nó bị nguyên thuật tông sư phủ định thì không ai dám ra tay động vào nữa. Nam cung tông sư tuyển được khối kỳ thạch thứ hai rồi, bên kia dừng trúc lại truyền đến tiếng kinh hô tảng đá thứ hai mà Nam Cung Kỳ chọn có giá 18 vạn cân nguyên, cũng không phải là đắt nhất, nhưng lại có thể tích lớn nhất, to không khác gì một sàn phòng. Đại bổn tượng Khối đá này có cái tên rất bất nhã, vô cùng to lớn, giá lại đắt đỏ, nên vẫn không có ai hỏi thăm tới, cuối cùng bị Nam Cung Kỳ quyết đoán mua lấy. Diệp Phàm cảm thấy một tia áp lực, đối phương rất quyết đoán, chọn đá lại rất chính xác, ra tay không chút do so dự nào cả. Lý Hắc Thủy khó chịu, nói trên danh nghĩa là Nam Cung Kỳ chọn đá, nhưng thực tế lại là bốn tông sư của nguyên thuật thế gia cùng nhau chọn, đây là bốn đấu một, rất không công bằng. Ta chọn mặt hai. Diệp Phàm chọn tảng đá thứ ba. Đây chính là khối đá hình cầu do tự nhiên sinh ra này, nó có giá 12 vạn cân nguyên, tên là Ma hai, sờ vào thì thấy có một chút ấm áp. Tiểu hữu, người chọn xong chưa? Nam cung kỳ đi tới, hắn cùng chọn ra được khối vật liệu đá thứ ba rồi đã chọn xong rồi. Diệp Phạm đáp. Nếu đã thế thì chúng ta hãy cắt đá ra đi. Nam Cung Kỳ vẫn rất bình tĩnh, dường như tất cả đều trong tầm khống chế của hắn vậy. Ba khối kỳ thạch mà Diệp Phạm chọn là phong động thạch, mà thai, tiên phần, giá cả lần lượt là 8 vạn cân nguyên, 12 vạn cân nguyên và 25 vạn cân nguyên, tổng cộng là 45 vạn cân nguyên. Nam Cung Kỳ chọn ba khối kỳ thạch là liệt dương thạch, đại bổn tượng, huyết tế thai, giá cả phân biệt là 8 vạn cân nguyên, 18 vạn cân nguyên, 30 vạn cân nguyên, tổng cộng là 56 vạn cân nguyên. Tại đây lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều lâm vào khiếp sợ, tiêu phí mà hai người cộng lại đã vượt qua 100 vạn cân nguyên, khiến tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn chân chối. Bất kể là các nhân vật lớp tiền bối hay là các thánh tử, cùng cả những tu sĩ khác không thể tiến vào thạch viên trự thiên, ai cũng hết hồn. Cắt ra đi màu mở nó ra xem rốt cuộc có thứ gì bên trong người đầu tiên đánh vỡ sự yên lặng tại đây là một đám lão già lôi thôi lích thích này một đám lão già này mặt đỏ tía tai vùng nắm tay lên la lớn đúng vậy màu cắt kỳ thạch ra đi thật sự là muốn lập tức nhìn xem trong đó rốt cuộc là có thứ tiên chân kinh thế hãi tục gì những người khác cũng bị cổ động tất cả đều la lớn cả trong lẫn ngoài thạch viên đều trở nên xô trào đầu tiên là cắt tiên phần da đá xem trong phần mộ cổ này có chôn cất thứ gì đầu tiên là cắt huyết tế thai da đây là vật liệu đá vận chuyển từ trong thần miếu tại cấm khu thái sơ ra, có lai lịch rất kinh người nam cung kỳ lập tức nở nụ cười nói nếu mọi người đã vội và muốn biết như vậy thì chúng ta sẽ để cho mọi người được mở rộng tầm mắt hắn nói cần vài vị lão hữu giúp đỡ cường đại như hắn mà cũng không thể một hơi nhìn thấu khối đá này được Việc tế thai có lai lịch rất kinh người, lấy ra từ trong cấm khu thái sơ, là một bộ phận của một tòa thần miếu cổ trong đó, toàn thân nó có màu máu, hiện ra một luồng ma tính. Nghe nói, tòa tế đàn kia do chín khối huyết thạch tạo thành, diêu quang thánh địa cắt ra được 6 khối, không lấy thêm được thứ gì nữa, đây là khối nhỏ nhất nên được đưa tới thạch phường lúc này trong lòng bàn tay của nam cung kỳ và ba gã tông sư khác phát ra ánh sáng thần thánh trên tay mỗi người đều xuất hiện một cái thần luân sáng chói. nguyên thiên bảo luân sai rồi là nguyên thiên thần luân trời ạ à, thật sự là nguyên thiên thần luân đã đạt tới hóa cảnh bốn thần luân này hợp lại thành một phát ra ánh sáng trong suốt rực rỡ chiếu lên trên huyết tế thai khiến nó lập tức trở nên rõ ràng hắn lên trời ạ à, bên trong đá có người có một thiếu nữ là tuyệt thế mỹ nữ quốc sắc thiên hương trong thạch viên lập tức xôi trào trong lòng diệp phàm liền trầm xuống điều này thật khó mà tin được mau đi mời đại năng ra đi mời tất cả các nhân vật cấp thánh chủ tại thần thành tới đây khác trận văn quán thế để trấn áp khối đá này một số lão già quát lên sai người khác đi mời các vị đại năng trong thần thành thần luân của bốn vị tông sư hợp lại thành một chiếu dọi lên huyết tế thai, hiện lên khuôn mặt của một thiếu nữ ở bên trong, trông rất sống động, phẳng phất đang chìm trong một giấc ngủ say. Xoát! Nguyên thiên thần luôn biến mất, kỳ thạch lại ảm đạm xuống, tất cả đều dần biết mất, không còn nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Sao lại thu lại thần luôn vậy, vẫn còn chưa thấy rõ mà, các vị tiền bối tiếp tục đi, để cho chúng ta xem kỹ lại một lần nữa. Đúng vậy, rất thần bí, mới chỉ kịp nhìn thoáng qua thì đã biến mất không thấy nữa rồi. Nam Cung Kỳ lắc đầu, nói. Bốn người lão hủ không phải là nguyên thiên sư, chỉ có thể kiên trì tới mức đó mà thôi. Cả trong lẫn ngoài thạch viên đều sôi trào, tất cả mọi người đều khó kiềm lòng được, cảnh tượng vừa rồi khiến cho người ta phải khiếp sợ, bên trong kỳ thạch có người, cứ như là thần thoại hoang đường vậy. Tuy rằng cũng đã từng có truyền thuyết như vậy, nhưng thời gian đã quá lâu rồi, gần như mọi người ai cũng không tin, hiện giờ lại tận mắt nhìn thấy, không ai có thể bình tĩnh được cả mười mấy vạn năm trước có người cắt từ trong đá ra một tuyệt thế mỹ nữ kết quả là các thánh địa đều ra tay nhưng cũng không thể ngăn được để cho nàng chạy mất chuyện cũ đã rất xa xưa rồi một số chi tiết gần như chỉ là hư ảo không có gì thuyết phục và rung động hơn được nhìn tận mắt cả không một người nào của thạch phường diêu quang có thể cười được cả điều này đã đạt kích lớn tới họ mọi việc trở nên cực kỳ hỏng bếp Ngày xưa bọn họ chịu bao vất vả, hao hết sức lực mới có thể đi ra từ tòa thần miếu sụp đổ trong cấm khu Thái Sơ. Sáu khối huyết thạch mà bọn họ cắt ra được trong số 9 khối ở đó cũng là những kỳ chân hiếm có. Cuối cùng họ mới quyết định đưa khối huyết thạch có vẻ xấu xí, thiệt hại và nhỏ nhất này tới thạch phường, không ngờ khối phế liệu này lại có một kỳ chân tuyệt thế như vậy ở bên trong người của Diêu Quang đều rất thương tâm, tức đến mức muốn hộc máu, lão già thủ hộ thạch viên trự thiên cũng khó có thể bình tĩnh, trong lòng dậy sóng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, cả thần thành đều chấn động, phải có nhân vật cấp thánh chủ tới đáy thì mới được, nếu không thì không thể xử lý chuyện này. Không lâu sau, đại hạ Hoàng Thúc đi tới, hắn mặc hoàng kim chiến giáp, đầu đội cửu long quan, bước đi như rồng như hổ, vô cùng thần võ, như thiên đế hạ phàm. Trên đầu có một cái đầu rồng được ngưng tụ ra. Đây là nhân vật cấp thánh chủ, vừa mới tới đã khiến cho tâm thần tất cả mọi người đều chấn động, không tự chủ được tự động tách ra một con đường cho hắn đi qua. Xoát! Anh sang rái lên một cái, trong thạch viên trự thiên đột nhiên xuất hiện một người nữa mà không có chút tiếng động nào. Đây là Từ Thiên Hùng, đại cường đạo đứng thứ ba tại Bắc Vực, thực lực còn hơn cả bậc đại năng là Thanh Giao Vương. Hắn mặc một bộ y phục màu xanh, khuôn mặt gầy gò, đứng ở đây khiến cho tất cả những người bên cạnh đều im lặng lại, mấy ngày nay hắn đều ở trong thần thành, may mắn gặp được dịp này. Không quá nửa khắc sau, một thân ảnh cao lớn lóe lên, hiện ra trong thạch viên, đây chính là người thủ hộ thạch viên của cơ gia, đây là một lão già có mái tóc trắng như tuyết, dáng người như ngọc. Các nhân vật lớp tiền bối biết được điều này, nhưng thế hệ trẻ tuổi thì ai cũng giật mình, không nghĩ tới hắn chính là một vị đại năng, lại đi canh giữ một góc thạch viên thật là nằm ngoài dự kiến của mọi người. Hiện tại, hầu như tất cả các cao thủ đều tập trung tại Tử Sơn, nhưng ở Thần Thành vẫn còn ba nhân vật cấp thánh chủ, khiến cho người ta vừa giật mình, vừa không ngờ tới. Xích Long lão đạo cũng ở trong Thần Thành, ai đi mời hắn tới đây đi. Một lão già đề nghị, nhưng lại gần như không có ai trả lời cả, dường như ai cũng cực kỳ kiêng kỵ, không muốn nhắc tới hắn. Lão đạo ta tự mình tới đây rồi. Bỗng nhiên, một người hiện ra tại đây mà không có một tiếng động nào, thân thể gầy gò này dường như đã sớm ở tại đây từ lúc nào rồi. Rất nhiều người phát run, bao gồm cả những nhân vật lớp tiền bối, thậm chí cả thái thượng trưởng lão của các thánh địa cũng không tự chủ được lùi lại. Ngay cả đại hạ Hoàng Thúc, đại năng của cơ gia, đại cường đạo thứ ba từ thiên hùng vượt qua cả thanh giao vương thì cũng đều thầm kiêng kỵ, duy trì một khoảng cách nhất định đối với hắn. Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy nhìn nhau, tên xích lòng lão đạo này còn khủng bố hơn cả bọn hắn tưởng, khiến cho cả các nhân vật cấp thánh chủ cũng cảm thấy bất an. Tuy nhiên, việc này cũng là hợp lý, xích lòng lão đạo đã sống ba ngàn năm rồi, còn già hơn nửa phần so với các thánh chủ, thực lực lại bí hiểm, có thể hoành hành khắp đông hoang. Thân ảnh kia rất giống con người, hơn phân nửa là vương tộc Thái Cổ hoặc là một hành linh. Đại hạ Hoàng Thúc nói. Đại cường đạo thứ ba là từ thiên hùng nói chỉ thấy mỗi cái đầu mà thôi còn chưa hiện rõ toàn thân không nhất thiết là thánh linh hoặc vương tộc thái cổ còn sống đại năng của cơ gia nói tất cả đều phải hết sức cẩn thận chờ ta khác trận văn xong đã nếu là vương tộc thái cổ còn sống thì cần phải truyền tống nàng đến thần thành thiên lao tốt đại hạ hoàng thúc nói tại đây chỉ có mỗi xích lòng lão đạo là không nói gì chi lẳng lặng đứng đó như một cây cọc gỗ vậy nhưng ai cũng không dám nói thêm gì cả Đại năng của cơ gia, Từ Thiên Hùng, Đại Hạo Hoàng thúc cùng động thủ lấy ra Huyền Ngọc để khắc trận văn. Bọn họ làm rất cẩn thận, tỉ mỉ. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói rằng Thần Thành có thiên lao, nhưng chỉ cần thấy ba nhân vật cấp thành chủ này chuyên chủ khắc trận văn, liền cảm thấy rằng cái nhà giam này nhất định không nhỏ chút nào. Tuy xảy ra chuyện này, nhưng cuộc cá cược vẫn chưa bị gián đoạn. Diệp Phàm và Nam Cung Kỳ bắt đầu cắt đá rất nhiều người đều chờ mong, mặc dù có vài nhân vật cấp thánh chủ tới đây nhưng vẫn chưa thể ảnh hưởng tới tâm tính của mọi người, ngược lại còn khiến nó càng thêm nóng bỏng hơn. Mở ra kỳ thạch đi, hôm nay nhất định sẽ có thần vật kinh hại thế tục xuất hiện. Trong huyết tế thai có tuyệt thế thần nữ, vậy thì trong các tảng đá còn lại sẽ chứa thứ gì đây, trong tiên phần phải chăng cũng có thứ gì đó khó tin tồn tại. Tất cả mọi người đều rất kích động. Muôn chứng kiến kỳ tích xuất hiện, trong thạch viên hiện giờ đã trở thành một mảnh xôi trào náo nhiệt, ngay cả đại năng cũng bị xem nhẹ. Giang giác Nam Cung Kỳ cầm chiếc đao bạc trong tay, động tác rất thành thạo, như một con rồng đang bay múa, mùi đao rái ra, cắt lên liệt dương thạch. Nhân vật cấp tông sư ra tay không giống người thường chút nào, thanh đao trong tay dường như có linh tính, sinh ra mỹ cảm, như là một loại nghệ thuật đang thăng hoa, kỹ năng gần tiếp cận tới đạo rồi. Kèng Tiếng đao như rồng ngâm đã trở về trong vỏ, chỉ trong thời gian một hơi thở, hắn đã hoàn thành động tác cắt đá, sau đó lui ra vài bước, nhẹ nhàng thổi một hơi. Liệt dương thạch liền như bỗng tuyết bay tán loạn, bụi đá bay xuống đất, theo sau đó là một mặt trời nhỏ hiện ra, lơ lửng giữa không trung, ánh sáng tỏa ra vạn trượng, chiếu sang khắp thạch viên, tất cả mọi người đều khó có thể nhìn thẳng vào nó. Đây là một khối thần nguyên to bằng đầu người, tảng đá đầu tiên lại cắt ra được vật phẩm kinh hại thế tục này, khiến người ta khiếp sợ, công phu đao pháp của hắn cũng được hoàn thành trong một hơi thở, không thương tổn chút nào đến khối thần nguyên này. Cả trong lẫn ngoài thạch viên đều biến thành một vùng náo động, không ai còn có thể bình tĩnh được nữa. Người cửa thạch phường Diêu Quang cảm thấy nhói đau, đau lòng, đau phổi, đau tim, toàn thân cho nào cũng nhói đau. Không ai cảm thấy đau khổ hơn bọn họ, khối đá đầu tiên thì năm cung kỳ đã thu lại vốn rồi, giá trị của nó còn vượt qua cả 50 vạn cân nguyên. Không thể ngờ được, nguyên thuật tông sư thật khiến cho người ta phải kính sợ. Ta cũng không muốn tu luyện nữa, đi bái nguyên thuật tông sư làm thầy, tuyệt nghệ này cũng đủ để kiêu ngạo khắp thiên hạ rồi. Không ai nhìn thấy mà không thèm muốn, một khối thần nguyên kinh thế được cắt ra, giá trị của nó còn lớn hơn tất cả tài sản của một môn phái nhỏ. Tiểu hữu, tới lượt ngươi rồi. Nam Cung Kỳ mỉm cười. Diệp Phàm xuất đao cũng không thành thạo như hắn, nhưng lại rất có mỹ cảm, vô cùng nhẹ nhàng phiêu giật, giống như đang gầy một khúc nhạc tiên, suy diễn ra quy luật của đại đạo. Bỗng nhiên, thân thể hắn chấn động, thanh đao trong tay thiếu chút nữa là bổ đôi phong động thạch, vừa rồi có long khí tập kích hắn, đi dọc theo địa mạch mà đến, thiếu chút nữa là dẫn nổ phong động thạch, khiến hắn bị thương hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía bọn nam cung kỳ, chỉ thấy bọn chúng vẫn đang mỉm cười, không tỏ vẻ gì cả. Diệp Phàm thầm cười lạnh, tiếp tục cắt đá, nhưng lại tiếp tục có mấy đạo long khí từ dưới đất lao lên, khí thế lôi đỉnh vạn quân, hoàn toàn muốn đưa người vào chỗ chết. Các vị tiền bối cũng thật là đề cao ta. Hắn hạ đao xuống, đột nhiên cắm vào phong động thạch, đánh vào trong địa mạch, một đạo long khí to lớn hóa hình lao ra, nhằm về phía viên thần nguyên đối diện kia mấy người nam cung kỳ hết hồn, không ngờ hắn dám manh động như vậy. Nếu mà viên thần nguyên to bằng đầu người này phát nổ thì không chỉ bọn họ, mà ngay cả tất cả mọi người ở đáy đều bị thương hơn phần nửa. Giá trị của nó so được với 50 vạn cân nguyên tinh thuần, thần lực ẩn chứa trong đó không thể tưởng tượng nổi, đủ để biến thạch phường diêu quang thành đất bằng, khiến cho phần lớn tu sĩ ở đây hình thần câu diệt. Bốn người này đồng thời ra tay, cắt đứt đạo linh khí hình rồng này, bảo vệ khối thần nguyên kia tiểu bối, người muốn công khai hại chết mọi người hay sao? Nam Cung Kỳ quạt nhẹ. Ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng luôn quang minh lỗi lạc, đây chỉ là bị động phản kích mà thôi, mặc dù ngài đã lớn tuổi, nhưng lại quá mức âm hiểm bị ổi, nhiều lần muốn lấy tính mạng ta, vậy mà còn có mặt mũi chất vấn ta sao? Diệp Phàm không chút lưu tình nào, ngay trước mặt mọi người nói ra những lời này. Nguyên thuật quyết đấu là liên quan đến sống chết, đây là quy củ từ xưa tới nay, làm gì có cái gì gọi là âm hiểm hay quang minh chính đại, khả năng không bằng người thì chỉ có chết mà thôi. Nam Cung Kỳ cười lạnh nói, vậy thì các người đừng có mà trách ta làm công khai trắng trận gì đó. Diệp Phong cười khẩy nói, đình. Đúng lúc này, hắn thu đau lại, bụi đá như những bỗng hoa bay múa, rơi xuống là tà, bắn ra bốn phía, từng đạo thần mang bắn ra, tranh nhau phát sáng. Hắn mở phong động thạch ra, lộ ra một khối thần nguyên lớn bằng nắm tay, cực kỳ đẹp mắt, khiến cho tất cả mọi người đều kinh hô. Rất nhiều nhân vật lớp tiền bối đều nghẹn họng, nhìn chân chối, hồ lên. Cổ trùng thần nguyên Đúng vậy, là linh dược hiếm có cổ trùng thần nguyên. Bên trong khối thần nguyên lớn bằng nắm tay này có khoảng hơn 40 con trùng nhỏ, chỉ lớn bằng bóng tay cái, nhưng đều phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, nở rộ ánh sáng thần thánh đây là loại cổ trùng chuyên ăn nguyên có thể phun ra nguyên tinh thuần là dược liệu tuyệt phẩm để luyện chế các loại cổ đan dược cái gọi là cổ đan dược là những loại đan dược có công hiệu kỳ lạ nhưng lại không thể thu thập được tất cả các loại dược liệu rất nhiều loại linh vật cần thiết đã sớm biến mất khỏi thời gian trời ạ à, chúng nó chuyên ăn thần nguyên chính là cổ trùng vương không thể xác định chính xác giá trị của chúng được loại cổ trùng ăn thần nguyên sẽ trở thành trùng vương, gần như có thể thay thế hầu hết dược liệu trong các loại đan phương cổ, là một loại linh vật quý hiếm nhất để luyện thần dược. Cách đó không xa, thần tam đang ra sức dãy dụa, muốn lao tới đây, cơ tử nguyệt bắt lấy cái đuôi nhỏ hình rồng của nó, không cho nó đi, còn tiểu ni cô thì lại nhẹ nhàng trấn an nó. Bé ngoan đừng có lộn xộn, đó không phải là đồ của chúng ta đâu họ không dám thả thần tàm ra, thứ đồ giá trị mấy chục vạn cân nguyên tinh thuần này mà bị tiểu tinh linh màu vàng một ngụm nuốt luôn thì bọn họ cũng không bồi thường nổi. Tiểu tinh linh màu vàng này vô cùng ủy khuất, hai mắt đẫm lệ nghẹn ngào, không nói gì, chỉ vào thần nguyên của Diệp Phàm lại chỉ vào chính nó. Hướng về phía tiểu mi cô và tiểu nguyệt lượng này lên án, nó vẫn nhớ mãi không quên việc Diệp Phàm từng đoạt thần nguyên của nó. Khối thần nguyên này tuy chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng lại có mấy chục con cổ trùng vương, giá trị lên tới 60 vạn cân nguyên tinh thuần. Một tên thái thượng trưởng lão thánh địa nói. Oanh! Cả trong lẫn ngoài thạch viên lại một lần nữa sôi trào, thật sự là cắt ra được kỳ chân có giá trên trời, lúc này mới chỉ là khối vật liệu đá đầu tiên của hai bên mà thôi. Vốn rất nhiều người tới xem cũng không coi trọng Diệp Phàm lắm, dù sao thì huyết tế thai rất có thể sẽ cắt ra một nữ thần, gần như tất cả bọn họ đều cho rằng hắn phải thua không nghi ngờ gì cả. Nhưng hiện tại bọn họ lại thay đổi ý tưởng, tất cả đều do nguyên thuật của Diệp Phàm thực sự kinh người, chỉ khối đá đầu tiên thì đã áp chế được nhân vật cấp tông sư, nói không chừng trong tiên phần còn có tiên chân nào đó có thể so với cổ thần nữ. Người của Thạch Phường Diêu Quang đều xanh mặt lại, Kết quả này khiến cho bọn họ khó có thể tiếp nhận được. Hôm nay tổn thất thật là thảm trọng. Sau một trận chiến này, hơn phân nửa là thạch viên chữ thiên này sẽ không còn sót lại một kiện kỳ chân nào cả, số còn lại rất có thể đều là phế thạch. Khối cổ trùng thần nguyên này có giá trị quá lớn, có thể dựa theo cổ đan phương để luyện chế gia tục mệnh đan một đám lão già mất nết thèm đến đỏ mắt gần như sắp thò tay ra bắt lấy rồi trong số họ có rất nhiều người gần như sắp hết thọ nguyên loại linh vật này là thứ mà bọn họ khát vọng nhất các vị tiên bối đừng nóng vội sau khi đổ thạch đại chiến kết thúc lại tính đến cổ trùng thần nguyên cũng không muộn diệp phong cười nói nói cũng đúng hiện tại không phải là thời điểm tranh đoạt chúng ta đừng làm tổn thương đến hòa khí khi nguyên thuật đại chiến kết thúc sẽ bàn lại sau một đám lão già không còn nhiều thọ nguyên bắt đầu bình tĩnh lại. Các thánh tử và thánh nữ cùng chấn động, nguyên thuật đại sư còn có giá hơn cả bọn họ, ngay cả các nhân vật cường thế lớp tiền bối thì cũng đều phải nhờ cậy vào người này. Cổ Phong tiểu đệ, người còn trẻ như vậy mà đã có thể so với nhân vật cấp tông sư, tương lai nhất định sẽ trở thành nguyên thiên sư." An Diệu y âm thầm truyền âm đến. Diệp Phàm không biết nàng có từng khen người của nguyên thuật thế gia như vậy lần nào chưa, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại bỗng nhiên khi xoay người về mặt hắn lập tức ngừng lại vài vị thánh nữ đang ở ngay gần đó hắn lại thấy được một số bí mật khẳng định là trên hai mỹ nữ tuyệt sắc lại lồ lộ trong mặt hắn mấy vị thánh nữ đang ở trước mặt một mảnh trắng nõn khiến hắn không kịp nhìn kỹ để giữ lễ nghi hắn không thể lập tức xoay người đi chỗ khác được các thánh tử và thánh nữ đều mỉm cười với hắn, thể hiện ra thiện ý của họ, bởi vì bọn họ cảm giác được thiếu niên này rất có thể sẽ trở thành một nguyên thiên sư. kỳ nhân thế này thì các thánh địa đều phải dùng lễ mà đối đài, sau này rất nhiều việc cần phải nhờ đến hắn. các thánh tử mỉm cười thì diệp phàm còn có thể tiếp nhận, nhưng đối với các thánh nữ thì hắn lại tim đập nhanh. bất kỳ nam nhân bình thường nào thì cũng không có khả năng bình tĩnh khi nhìn thấy các thân hình tuyệt mỹ này hắn không ngờ lại phát hiện ra giao trì thánh nữ rất đặc biệt, lần này hắn lại không thể nhìn xuyên qua nàng tấm váy lụa trên người nàng rất mông lung mờ ảo, hiển nhiên là một loại thần vật. Một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai hắn, hắn rất nhạy cảm nhận ra đó là của giao trì thánh nữ, nàng dường như rất bất mãn, có lẽ đang nghĩ đến chuyện ba ngày trước. Diệp Phàm xoay người, một lần nữa đối mặt với đám người nam cung kỳ, không hề quay đầu lại nữa cổ trùng thần nguyên quý giá thì sao nào cho dù ngươi có cắt ra được thì cũng không thể thắng được đâu một tên hậu bối trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ cười lạnh đúng thế đây là may áo cho người đúng lúc chúng ta có thể dùng để luyện một lò đan dược để tăng lên tu vi một tên đệ tử trẻ tuổi khác cười to chờ tới lúc thắng được chúng ta thì các ngươi hãy bụi mừng đi lý hắc thủy cười khẩy nhưng trong lòng hắn cũng rất chán nản, trong huyết tế thai có tuyệt đại thần nữ, khiến cho hắn tới tận giờ vẫn còn có chút khó tin. Nói nhảm nhiều để làm gì? Chúng ta tiếp tục cắt đá thôi. Diệp Phạm nói. Đúng, cắt đá nhanh lên, phần ra thắng bại đi. Chúng ta muốn xem trong tiên phần có cái gì. Tất cả những người vây quanh đều hô to, bọn họ đều chờ đợi tiên chân xuất hiện. Nam Cung Kỳ lại biểu diễn đao thuật đẹp mắt của hắn, thanh đao màu bạc như dòng bay phượng múa, chỉ trong vài hơi thở đã mở tảng đá thứ hai to bằng một căn phòng ra. Hắn phất tay áo một cái, bụi đá bay đầy trời, lộ ra một khối thần nguyên lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng trói mắt. Nó còn lớn hơn đầu người một chút, bên trong lại ẩn chứa một cái đầu, thần nguyên khó khăn lắm mới bọc nó lại được. Trời ạ, à, một cái đầu người. Rất giống nhân loại, nhất định là vương tộc Thái Cổ nhiều người thất thanh kêu lên hoàn toàn biến sắc vẫn có lời đồn rằng bên trong thần nguyên có chứa thi thể nhưng ngoại trừ diệp phàm nhìn thấy tại tử sơn và vạn long sao thì trên đời này không có mấy ai tận mắt nhìn thấy tất nhiên là vô cùng khiếp sợ đầu của vương tộc thái cổ có giá trị rất lớn khó có thể đánh giá được có một thái thượng trưởng lão của thánh địa kinh hô ngay cả đại năng của cơ gia đang khắc đạo văn đại cường đạo thứ ba từ thiên hùng đại hạ hoàng thúc ba vị nhân vật cấp thánh chủ này đều bị kinh động, ngừng tay nhanh chóng đi tới gần. Chính xác là đầu của vương tộc Thái Cổ. Cái đầu này là của một nam tử trung niên, mái tóc dài màu tím vô cùng rậm rạp, làn da có màu cổ đồng, khuôn mặt như được khóc mà thành. Đôi mắt nhắm nghiền cái cổ bị một lưỡi dao sắc bén chặt đứt, vô cùng bằng phẳng, tuyệt đối không phải là chết bệnh. Thứ này có tác dụng rất lớn đối với việc nghiên cứu chủng tộc Thái Cổ cùng với những nhược điểm của bọn họ rất hiếm thấy, từ xưa tới nay cũng không thấy qua vài cỗ thi thể của vương tộc, thực sự là rất khó có được. Nhân vật cấp thánh chủ đã đánh giá như vậy, khiến cho những người khác đều chấn động, rất hiển nhiên cái đầu người này vô cùng quý báu. Giang giác Đúng lúc này, Diệp Phàm mở ra khối kỳ thạch thứ hai là ma thai. Ngày đồn khối ma thai có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, bên trong ẩn chứa thanh linh, nhưng sau khi một vị nguyên thuật tông sư từ chối mở nó ra thì đã bị tuột dốc không phanh. Giá cả giảm xuống mấy lần. Hiện giờ nó có giá 12 vạn cân nguyên, nếu không có người động đến thì rất có thể còn giảm giá nữa, hiện tại rốt cuộc nó cũng được mở ra. Ấm. Um. Diệp phàm nhẹ nhàng chấn một cái, bụi đá bay xuống, ánh sáng màu tím nở rộ, sông lên tận trời, linh khí kinh người bắn ra bốn phía, ngay cả xích lòng lão đạo cũng bị kinh động, lập tức đi tới gần hắn tiến một bước thì một đám lão già đang định lao tới liền lập tức ngừng lại, ngay cả ba vị nhân vật cấp thánh chủ cũng đều cố gắng giữ khoảng cách nhất định đối với hắn. Bọn họ cứ như e ngại một con hồng hoang hung thú vậy, lo ngại xích lòng lão đạo đột nhiên lao tới giết, có thể thấy gió uy thế khủng bố của lão đạo lớn tới mức nào. Đây là một khối thần nguyên to bằng miệng bát, vốn hẳn là có màu vàng, nhưng bên trong lại chứa kỳ chân, nên nó bị nhuộm thành một mảnh màu tím rực rỡ nó nhảy nhẹ tỏa ra làn xương màu tím linh khí bốc lên tận trời, có một cỗ khí tức thần thánh phát ra, dường như có thể tinh lọc thể xác và tinh thần người ta, cột rửa linh hồn và thân thể. Rất nhiều người đều có cảm giác như vậy, tất cả đều kinh sợ, hai mắt sáng lên nhìn chăm chăm vào khối thần nguyên này, muốn biết bên trong đó là thứ gì. Có dao động sinh mệnh rất cường đại đúng vậy là một cỗ khí tức thần thánh không gì sánh nổi rốt cuộc bên trong đó là thứ gì vậy chẳng lẽ là sinh vật nào còn sống sao mọi người đều rất nóng lòng nhưng lại khó có thể nhìn thấy được bên trong nó phát ra ánh sáng màu tím bắn lên tận trời chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh đây là một con kỳ lân đại hạ hoàng thúc vẻ mặt khiếp sợ hắn thấy được một sinh vật còn sống bên trong thần nguyên đại năng của cơ gia cũng nghẹn họng nhìn chân chối nói đúng vậy, là một con kỳ lân màu tím. Xích lòng lão đạo kích động một cách lạ thường, lao tới bên cạnh Diệp Phàm, dán mắt nhìn chằm chằm vào khối thần nguyên to bằng miệng bát này. Lúc này ánh sáng trên thần nguyên đã thu liễm lại, bắt đầu hấp thu thiên địa tinh khí và tinh hoa nhật nguyệt rút cuộc những người khác cũng thấy được sinh mệnh thể bên trong này, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Trời ạ, à, thật sự là một con kỳ lân. Thật là nghịch thiên, sao lại có sinh vật này được, đây chính là thứ cung cấp với cả chân long và tiên nhân nhưng mà nó cùng quá bé đi còn không lớn bằng nắm tay của trẻ con bên trong thạch viên phát ra tiếng ồn ào rung trời không ai còn giữ được bình tĩnh nữa từ xưa tới nay không ai có thể nói chắc chắn về tiên và tiên linh rất nhiều người đoán rằng không có chân long tồn tại chỉ có giao long gần giống nó mà thôi mà kỳ lân thì cũng được suy đoán như vậy thật sự là quá nhỏ chẳng lẽ là một con kỳ lân còn nhỏ do trời đất sinh ra trước cả thời kỳ thái cổ sao khí tức thần thánh lại càng nồng đậm hơn khiến cho tất cả mọi người bên trong thạch viên dường như là được cột rửa được thanh tẩy cả thể xác lẫn linh hồn đây không phải là một con kỳ lân mà là một hạt giống xích lòng lão đạo đột nhiên nói nhưng hắn cũng không có vẻ gì thất vọng ngược lại càng có vẻ kích động hơn một hạt giống ngón tay của Diệp Phàm đều biến thành màu tím trong suốt, nhẹ nhàng nâng lên hạt giống thần tinh màu tím lớn bắn miệng chén, hắn như được một lực lượng thần thánh thanh thành tẩy, cả người đều phủ thêm tầng xương mờ màu tím. Xích Long lão đạo phi thường kích động, trong đôi mắt quang mang màu đỏ chớp động, nhìn chằm chằm khối chân tinh kinh thế này, hắn nói rất nhỏ, chỉ dẫn tới chú ý của một vài người. Thạch Viên hiệu chữ Thiên, tiếng người ồn ào, huyên áo run trời, mọi người khó kìm lòng nổi, đều nhìn thấy quá thần dị không ngờ là một con kỳ lân màu tím. Tử kỳ lân ẩn chứa trong thần tinh tuy rằng rất nhỏ, không bằng nắm tay trẻ con, nhưng có được sinh mệnh lực không gì so sánh nổi, nó đang phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt. Linh khí vô cùng vô tận bị dẫn động đến, mỗi lần nó phun nạp, đều như một lần sóng thủy chiều cuồn cuộn minh mông, làm cho mọi người ở đây như được thanh tẩy, toàn thân thư thái. Hết thảy vô cùng thần diệu, mọi người đều biết rằng, đây là tiên chân quán thế, có được giá trị khó thể đo lường. Từ kỳ lân, trong thiên địa không ngờ thật sự có sinh linh sánh ngang với tiên, thật như cảnh trong mơ, điều này rất khó tin. Nó là tiên linh của thiên địa giao thái dựng dục sinh ra, khởi nguồn từ thái cổ, thậm chí là niên đại minh cổ, hôm nay mới xuất thế. Mọi người đều bị kích động, không ai có thể giữ được bình tĩnh, nếu không phải xích long đạo nhân đứng ở nơi đó, chỉ sợ đã xảy ra một hồi đại chiến đổ máu rồi. Dù vậy, một đám lão nhân gần đất xa trời cũng đều giống như ăn vào thần dược, long tinh hổ mạnh chen vào tận nơi, ánh mắt đều đỏ bừng, bao gồm thái thượng trưởng lão của các thánh địa. Về phần trừ thánh tử cùng các thánh nữ, cường đại như bọn họ cũng không có khả năng so với thái thượng trưởng lão nhà mình cùng với đại yêu uy chấn một phương kia, tất cả đều áo quần xúc xích. Trẻ tuổi một thế hệ thiếu chút nữa đều bị chen lấn bật ra ngoài, làm cho mấy vị thánh nữ đều cau mày, tiểu nguyệt trong sáng của cơ gia cùng tiểu ni cô đại hạ lại kêu to oái oái, kháng nghị với lớp nhân vật người già. Thực thường đau đây là miêu tả người của diêu quang chân thật nhất, tử kỳ lân nghịch thiên xuất thế, người thủ hộ thạch viên kích động như bị cắt cổ. Kỳ thạch ma thai được đặt trong thạch viên cũng không biết đã bao nhiêu năm rồi, vẫn bị cho là khối đá bán phế phẩm tạm xử lý, kết quả lại xuất ra một kiện tiên chân kinh thế như vậy. Lão hủ đại biểu vạn kiếp giáo, muốn mua đứt kỳ chân này. Vạn kiếp giáo giỏi làm sao, lão phu đại biểu âm dương giáo thành tâm mua tiên chân này. Các người mua được cao giá sao, tử kỳ lân giá trị bao nhiêu các người biết không? Lập tức liền có một vị thái thượng trưởng lão của thánh địa khẽ cười chế diễu chúng ta không mua nổi, người mua được sao? Nhân vật cấp lão bất tử của các đại giáo cũng không ý kỵ thái thượng trưởng lão của các thánh địa, đối chọi gay gắt không khoan nhượng. Một đám lão nhân gần đất xa trời quá xung động đều như có ý ra tay chiến một hồi, tất cả đều vô cùng kích động, không còn một chút dáng vẻ già nua lụ khụ, thậm chí biểu hiện còn cường tráng hơn các thánh tử trẻ tuổi tại đây. Tiểu Nguyệt trong sáng của cơ gia cùng Tiểu Ni cô áo trắng ôm thần tàm không an phận, lại lần lượt kêu oai oái, kháng nghị lớp nhân vật người già dẫm lên chân bó của hai người. Được rồi, các ngươi không cần tranh cãi nữa. Vị đại năng cơ gia lên tiếng, thanh âm không cao, nhưng kết quả làm cho mọi người bình tĩnh lại. Lão nhân cao lớn khôi vĩ, tóc bạc trắng như tuyết, làn da như dương chi bạch ngọc, là nhân vật đáng mặt cấp thánh chủ, không ai dám xem lời nói của lão như gió thoảng bên tai. Xích Long lão đạo lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Có cái gì mà phải tranh giành?" Hắn chắp hai tay sau lưng nhìn quét qua mọi người ở đây, nơi ánh mắt đi qua mọi người đều như đông cứng lại, không có người nào dám mở miệng phản bác. Nhân vật siêu cấp khủng bố như vậy, dám ngông nghênh đánh giết thánh chủ Diêu Quang, mà còn dám ngụ lại trong thần thành, đủ để nói lên hết thảy. Mặc dù là đại năng cơ gia, đại cường đạo thứ ba từ thiên hùng, đại hạ hoàng thúc của Trung Châu đều kính nhi viễn chi, ngăn ra một đoạn khoảng cách an toàn đối với hắn. Hạt giống này, đại hạ ta muốn góp phần tranh giành. Đại hạ hoàng thúc của Trung Châu tiến lên một bước nói, mặc dù kiêng kỵ dích long đạo nhân, nhưng đối mặt với kiện thần vật này cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Nó dị thường quý báu, đáng giá để tranh giành, cho dù sẽ có phát sinh nguy hiểm, cũng phải liều đọ sức một phen. Cơ gia ta cũng nguyện ra giá trên trời mua nó. Vị đại năng cơ gia kiên quyết nói ra. Chỉ có Từ Thiên Hùng không nói gì, tuy rằng hắn dám khiêu chiến cùng các thánh địa, nhưng giờ phút này lại không thể đánh giết nhau, luận thủ đoạn hắn kiêng kỵ xích long đạo nhân, luận tài lực không có biện pháp so sánh với hai người kia. Những người khác thì càng không cần phải nói, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, tiên kỳ lân màu tím này dù đáng quý cách mấy đi nữa cũng không tới phiên bọn họ ra tay. Như thế nào chỉ là một hạt giống? Rất nhiều người khó hiểu, chố mắt đứng nhìn. Vì sao là hạt giống nhỉ? không phải tiểu thú kỳ lân sao tiểu ni cô áo trắng cuối cùng tiến tới gần bên đại hạ hoàng thúc không ai còn dám chen lấn nàng nhỏ giọng lầm bầm kỳ lân cũng giống như tiên có tồn tại hay không không ai biết dù có cũng không dáng xuống phàm trần chúng ta không thấy được đại hạ hoàng thúc thực cưng chiều tiểu ni cô áo trắng nhẹ giọng giải thích tổ ra ra nó rốt cuộc là cái gì cơ tử nguyệt làm núng lắc lắc cánh tay vị đại năng cơ gia hoàn toàn không e sợ lão nhân đây là hạt giống của một gốc cây thần dược, là thánh vật quý báu nhất trên thế gian. Vị đại năng cơ gia đáp Hạt giống của kỳ lân thần dược thái cổ Diệp Phàm ở Vạn Long sao đã tận mắt thấy chân long thần dược, tự nhiên có thể suy đoán ra kỳ lân thần dược là hình dáng gì. Mọi người ồ lên, không nghĩ tới lại như thế, một hạt giống sao lại có hình dạng con kỳ lân mà lại có dao động sinh mệnh cường đại như vậy. Ở trong tay Diệp Phàm, con tiểu kỳ lân trong thần tinh màu tím kia trông rất sống động tuy nhỏ nhưng đầy đủ bộ phận, toàn thân phủ long lân, giống như đang bước chân đạp trên sóng nước. Nó có đầu rồng, sừng hươu, mắt sư tử, lưng hổ, eo gấu, ngoài ra trên lưng có hình vẽ, giống như một loại thần văn thiên đạo, cực kỳ huyền ảo. Truyền thuyết là có thật. Có nhân vật lớp người già thì thào tự nói. Thần dược, cực kỳ rất hiếm thấy, ngay cả ở thời đại thái cổ cũng tìm không ra vài cây, có thể giúp cho cao thủ cái thế thọ nguyên khô cạn đạt được cơ hội tân sinh thì càng không cần phải nói hiệu quả trị liệu đối với tu sĩ cùng bậc khác bởi vậy nó được tôn là thánh vật quý báu nhất trong thiên địa gần như mỗi một cây thần dược đều là độc nhất vô nhị rất khó tìm được cây thứ hai giống nhau bởi vậy cũng có thể nhìn ra sự quý báu và thần thánh của nó mỗi một cây thần dược đều gần như là duy nhất không thể sinh sôi nảy nở nếu như bị hủy đi như vậy cũng có nghĩa là xóa tên vĩnh viễn trong thiên địa cũng từ đó được xưng là thần phẩm vô thượng mà cũng chính vì nguyên nhân đó mà thời nay không thấy tung tích của nó thần dược đã hoàn toàn tuyệt tích không thể sinh sôi nảy nở vì sao còn có một hạt giống như vậy có người nghi hoặc nhạy giọng nói thầm là thần dược độc nhất tự mình tọa hóa mà thành có lão nhân giải thích thần dược thái cổ vô song đều có thể thông linh khi lâm vào thời điểm sắp hủy diệt chúng nó có thể chạy trốn có thể bay trên trời độn dưới đất mà càng thần kỳ là chúng nó tới kỳ cũng sẽ tọa hóa sống lại, tử thân sẽ áp xúc, hóa thành một hạt giống, sẽ hư không mà đi, lựa chọn tiên thổ thích hợp hơn để sinh trưởng. Đây là một gốc cây thần dược thái cổ tọa hóa mà thành hạt giống ư. Người tại đây đều nghẹn lời, cả trong lẫn ngoài thạch viên đều rơi vào cảnh tĩnh lặng đến trăm rơi có thể nghe, mọi người phi thường kinh ngạc. Thần dược còn có tên khác là bất tử dược, có hiệu lực nghịch thiên làm sống lại xương cốt ra thịt người ta mà chúng nó tự mình cũng gần như bất tử. Cũng chính vì thế, mọi người đều hiểu được nó quý báu biết nhường nào, đối với các thánh địa mà nói, nó tuyệt đối là thánh vật vô giá. Hạt giống này có dao động sinh mệnh cường đại không gì so sánh nổi, chứng minh nó sinh cơ bừng bừng tuyệt đối có thể trồng sống được. Các thánh địa kế thừa mười mấy vạn năm cũng không bị hủy diệt, bồi dưỡng một gốc cây thần dược, tuyệt đối có thể chờ được cho dù mấy ngàn năm thành thục một lần, vậy cũng đủ rồi. Mỗi mấy ngàn năm ngắt lấy một lần thần dược, cứ vài lần tích góp từng tí một như vậy là hy vọng có người tài không ngừng nối tiếp đi lên con đường của đại đế, nói không chừng có thể xuất ra thêm một đại đế. Cứ nghĩ tới kết quả này, người của các thánh địa có thể không đỏ mặt sao, đây là thánh vật vô thượng. Diệp Phàm từng cắt ra thần dược thái cổ hình người không chọn vẹn, mặc dù có dễ cây, nhưng nếu không tưới bằng thần tuyền, căn bản không thể sống lại được không nói nó bị tan khuyết, dù là hoàn hảo không tổn hao gì, nếu không thể sống, cũng không thể so sánh với hạt giống kỳ lân có sinh mệnh này. Hiện tại không cần ai nói, mọi người cũng đều biết, hạt giống này quý báu hơn xa so với cái đầu của vương thái cổ, nhất là đối với các thánh địa mà nói, là tiên trần đáng giá để xé rách ra mặt tranh đoạt. Hơn nữa, chỉ riêng bản thân hạt giống mà nói, cũng là báu vật giữ mạng bởi vì nó là thần dược tọa hóa mà thành giữ lại có tinh hoa vật chất bất tử vô tận ánh mắt mọi người đều đỏ bừng may mà có xích long đạo nhân đứng ở bên cạnh diệp phàm bằng không tánh mạng của hắn cũng khó giữ kẻ nào trả giá cao thì được là công bằng nhất vị đại năng cơ gia lại lên tiếng người của các thánh địa phụ họa theo lúc này bọn họ không có cao thủ đi theo chỉ có thể dùng tài lực tranh giành bằng không chỉ một từ thiên hùng đã đủ để đô sát mọi người rồi Xích lòng lão đạo lên tiếng nói. Ta biết ý của các ngươi, muốn loại trừ ta ra ngoài hay sao? Hắn nói thật bình tĩnh, nhưng khiến người ta hết hồn, tiếp tục nói. Đại đế cổ không phải là thần dược đắp ra, nếu tự mình ngộ không ra, thì cho dù hắn có cơ hội chuyển sang kiếp khác 9 lần cũng uổng công. Hạt giống thần dược có hình như kỳ lân, mà lưng có đạo văn, giống như thiên đồ, cực kỳ huyền ảo, thần kỳ khó hiểu, giờ phút này nó không ngừng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt dường như đang sống lại phun ra nuốt vào tinh khí như sóng biển phập phồng làm cho tất cả mọi người bên trong thạch viên đều đắm chìm trong khí tức thần thánh diệp phàm cầm hạt giống kỳ lân trong tay cả vật thể đều trở thành màu tím trong suốt giống như ngọc hắn thật sự không muốn bắn đi cực hy vọng có thể lưu lại cho mình chúng ta trước không cần tranh giành tốt hơn là mau mau hoàn thành trận văn đi, vạn nhất trong huyết tế thai nhảy ra đây một thần nữ, chính là đại họa tới. Vị đại năng cơ gia đề nghị, lão muốn khắc xong tốt trận văn, để ngừa vạn nhất, về phần hạt giống kỳ lân thần dược, có thể đợi sau khi kết thúc đánh cược hãy tiếp tục bàn luận. Tiểu Diệp Tử, chúng ta không giữ được hạt giống này. Lý Hắc Thủy âm thầm chuyển âm, không ngừng kêu khổ cùng lưu lưỡi. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phàm rõ ràng khác trước kia, trước cắt ra cổ trùng thần nguyên, sau lại cắt ra hạt giống kỳ lân thần dược, lực áp nguyên thuật tông sư, khiến mọi người khiếp sợ. Ngay cả là chư thánh tử cùng các thánh nữ tâm cao khí ngạo đều chuyển tới thiện ý, vươn cảnh ô lưu, càng đừng nói những người khác. Nguyên thiên sư tương lai rất nhiều người đã dành cho hắn nhãn hiệu như vậy, còn trẻ như thế đã lực áp nguyên thuật tông sư, thành tựu trong tương lai không thể đo lường thực rất có thể sẽ trở thành kỳ nhân một thế hệ. Dù là mấy nhân vật cấp thánh chủ khi nhìn lướt qua hắn ánh mắt đều có chút khác xưa. Tiếp tục cắt đá đi. Nam Cung Kỳ mặt không chút thay đổi mở miệng. Cắt ra hạt giống thần dược kỳ thế nào, chẳng lẽ so với được với thần nữ hay sao, kết quả còn không phải là thua cho chúng ta à? mấy người trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ phi thường không phục, thấp giọng cười lạnh. Hừ, cắt đi, cầu chúc cho hắn từ trong tiên phần cắt ra được thánh vật càng quý hiếm, nếu vậy chúng ta thu hoạch càng phong phú. Bọn họ tự tin có thể cắt ra thần nữ, sắp chứng kiến kỳ tích của lịch sử nguyên thuật, không tin trên thế gian còn có thứ gì quý báu hơn so với thứ này. Vậy các ngươi hãy mở to mắt ra mà nhìn, xem chúng ta từ trong tiên phần cắt ra một tiên nhân. Lý Hắc Thủy nói mạnh miệng, kỳ thật hắn rất chuột dạ. Diệp Phàm đi tới trước tiên phần, yên lặng đánh giá, cẩn thận cảm ứng, xoát một tiếng phóng ra một luồng ngân quang sáng rực, định vung linh đao chém xuống. Bỗng nhiên, một loại dự cảm nguy cơ thật lớn hiện ra trong lòng hắn một loại khí tức sẩn tóc cái bao phủ toàn thân, hắn mang theo tiên phần như tia chớp bay ngược về phía sau. Nhưng tại chỗ vẫn không xuất hiện thứ gì, không có nguy hiểm gì buông xuống, cũng không có hiển hóa gì khác thường, vẫn yên tĩnh như trước tiểu diệp tử làm sao vậy lý hắc thủy âm thầm chuyển âm lộ ra vẻ khẩn trương không có gì diệp phàm lắc lắc đầu đứng ở tại chỗ chuẩn bị một lần nữa cắt đá vù diệp phàm hai mắt loái ra từ mang nguyên thiên thần giác lại sinh ra báo động hắn lại cảm nhận được bị tử vong uy hiếp khiến hắn lộ vẻ sợ hãi hắn nhẹ nhàng bước chân như trích tiên mới có vọt qua một bên đây là chuyện gì xảy ra trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc Chẳng lẽ là mấy lão già kia muốn giết hắn, nhưng hắn vẫn chưa cảm giác được long khí vọt tới, cũng không có điện mạch dao động, không có sơ hở gì. Người đang làm cái gì, đang múa cùng tiên phần sao, thật sự là buồn cười. Một con cháu trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ xưa chế diễu. Không mau mau cắt thạch, mà sát cọ cọ múa may với phần mộ như vậy, thực có hứng thú hay sao? Một đệ tử khác của nguyên thuật thế gia cười to, trước mặt mọi người chế nhạo hai tên các ngươi mau ngậm miệng đi không cần tùy tiện phun ra đồ vật bẩn thỉu lý hát thủy chửi mắng lời nói đồng dạng rất phiền lòng ngươi là các ngươi chẳng ra làm sao cứ ôm thạch phần chạy loạn còn trách được ai diệp phàm không để ý đến bọn họ hắn nhìn thẳng vào tiên phần còn thật sự cân nhắc chẳng lẽ là bên trong có thứ gì đó tràn ra sát ý khủng bố khiến hắn sinh ra báo động Nghĩ đến vấn đề này, hắn giật mình hơi dùng mình một cái. Đây là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Trong tiên phần cũng có sinh vật còn sống hay sao? Hay là nó đã thức tỉnh, hoàn toàn sống lại? Nếu đúng như thế, hơn phân nửa sẽ có thảm kịch máu chảy thành sông mà hắn là kẻ đứng mũi chịu sao? Thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Diệp Phàm đặt tiên phần trên mặt đất, dùng nguyên thiên thần giác cẩn thận thăm dò khiến hắn có chút không ngờ bên trong không có sát khí tràn ra mà lại có khí tức thần thánh nhảy nhẹ lưu truyền lúc này một mảng đám mây thổi qua trẻ ánh mặt trời phía dưới rơi vào bóng dâm hắn bỗng nhiên cảnh giác nghĩ tới điều gì diệp phàm ngẩng đầu nhìn lại hướng đối diện bốn lão già nam cung kỳ khoanh tay đứng đó trên mặt mang theo vẻ tươi cười vẫn không nhúc nhích đang theo dối hắn thật ác độc diệp phàm lập tức trầm xuống sắc mặt rất khó coi đối phương mấy lần ra tay với hắn, hoàn toàn là muốn tránh tận giết tuyệt, hắn cũng chỉ bị động phòng vệ vài lần rồi thôi đi, thế nhưng bọn họ lại làm trầm trọng thêm. Nếu không nhờ hắn học qua Nguyên Thiên Thư, tình thông nguyên thuật, hiểu được rất nhiều bí pháp cổ kính, vừa rồi linh quang chợt rải sáng, thì chỉ sợ đến chết cũng không biết mình bị hại như thế nào. Nam Cung Kỳ bọn họ không hề dùng các loại long khí, địa mạch, mà là đang dùng thế giết người, đây là bí pháp quán thế trong nguyên thuật, giết người trong vô hình vị trí của bọn họ đứng thực có chú ý, trần tre thiên thế và địa thế của thạch viên hiệu chữ thiên trong phần lớn kỳ thạch này, tự nhiên không thiếu gì đại thế của Long Mạch trời sinh. Bốn người đang dùng cổ pháp trong nguyên thuật, hướng dẫn đại thế Long Mạch, chuẩn bị phát động một kích lôi đình, trong vô hình biến hắn thành vũ máu. Diệp Phàm thật sự nổi giận rồi, mấy người tinh thâm nguyên thuật, ngay cả bí pháp bực này đều hiểu được, nhưng lại ra tay quá âm độc, nhiều lần ám hại hắn. Người rốt cuộc có làm hay không, không cắt tiên phần thì nhận thua đi. Tên đệ tử trẻ tuổi của nguyên thuật thế gia cổ xưa cười lạnh, mang theo vẻ. Chào phúng, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Đi tới đi lui, Thủy Trung không dám mở ra phần mộ cổ, người không cảm thấy thực buồn cười sao. Lão nhân nhà các ngươi muốn giết ta, các ngươi bảo ta làm sao cắt. Diệp Phàm trực tiếp nói thẳng ra nguyên nhân trước mặt mọi người. Hơn nữa, hắn bỗng dưng cất bước, rất nhanh đi đến vài vị trí mấu chốt trong thạch viên không ngừng dẫn động đại Thế long mạch. Mấy người nam cung kỳ lập tức biến sắc, bốn lão nhân đều rất nhanh rời khỏi vị trí cũ, đồng thời quát bảo với tên đệ tử cách đó không xa. Lùi mau. Phộng. Một gã đệ tử nguyên thuật đang nhìn Diệp Phàm cười lạnh, thần sắc trên mặt lập tức ngưng động lại, tạng phủ bị đại thế long mạch nơi đây hóa thành máu mủ. Mặc dù cơ thể bên ngoài khỏe mạnh không việc gì, nhưng là sinh cơ đã tuyệt, ngã xuống nằm thẳng tắp trên mặt đất. Xồn sao cả trong lẫn ngoài thạch viên vang lên tiếng ổ kinh dị nguyên thuật giết người trong vô hình khiến cho bọn họ hết hồn đã vậy còn quá khủng bố không riêng các ngươi hiểu được bí pháp cổ kính trong nguyên thuật ta cũng biết vậy muốn giết người ư ta cũng vui đùa cùng các ngươi diệp phàm không sợ chút nào nhìn thẳng vào mấy người nam cung kỳ nói tiếp con muốn tiếp tục hay không ta tiếp hết thảy ta cũng có đại thuật sát sinh chưa dùng tới đây Mọi người vây xem toàn bộ đều thụt lui lại, nguyên thuật tông sư quyết đấu nhưng lại đáng sợ như vậy, lấy tính mạng người trong vô hình. Mọi người rốt cục hiểu được, vì sao ngày xưa nguyên thiên sư tung hoành thiên hạ, ngay cả các đại thánh chủ đều không làm gì được, ngay cả không hiểu phương pháp tu luyện chính thống, nhưng giống nhau đều có thủ đoạn kinh người. Người Mấy tên đệ tử của nguyên thuật thế gia cổ xưa may mắn còn lại, sắc mặt tái nhợt, tất cả đều rút lui ra ngoài. Mấy người nam cung kỳ cũng đều sắc mặt khó coi, thần sắc lạnh như băng, cũng không nói gì. Bốn lão già các ngươi liên thủ đối phó với cổ phong, còn biết xấu hổ hay không? Lý Hắc Thủy cả giận nói. Không sao, bọn họ có thủ đoạn gì cứ thi triển ra hết đi, ta tiếp nhận. Diệp Phàm thực bình tĩnh, bệ nghệ bốn phương, ngạo thị bốn vị nguyên thuật tông sư. Mọi người giật mình, nguyên thuật thiếu niên tông sư trấn áp người của nguyên thuật thế gia, ai nấy thấy thế đều sửng sốt ngần người. Diệp Phàm không có tiếp tục cắt tiên phần, mà là bắt đầu bố trí cho Ngọc Trúc Lâm, rồi nói. Vì an nguy của mọi người, ta còn là ngăn cách ra một chốn thiên đường đi. Nguyên thuật quyết đấu có sinh tử, còn cháu thế gia cổ đã sớm tuyên bố, phải ở trong quyết đấu dẫm chết Diệp Phàm Mãi đến lúc này mọi người mới tin rằng đó cũng không phải là lời nói khích bác hay làm nhụt ý chí đối phương, mà đó là sự thật. Lúc này, đại năng của cơ gia, từ Thiên Hùng, Đại Hạ Hoàng Thúc đều khắc xong trận văn, đặt huyết tế thai ở Trung ương. Người có thể cắt kỳ thạch này được rồi. Xịt lòng lão đạo ý bảo Nam Cung Kỳ. Tốt, vậy để ta cắt đá trước đi. Nam Cung Kỳ đi tới phía trước, tuy nhiên cũng không có tới gần, mà chuẩn bị cách không xuất đau. Bốn đại tông sư ra tay, đã thăm dò ra bên trong có thần nữ, hắn cũng không muốn sau khi nàng này bừng tỉnh, bị đánh chết thảm. Trận văn này có ổn thỏa không? và nhân vật tiền bối trong lòng bất an, nếu là vương tộc Thái cổ xuất thế, thực rất có thể là thay chất thành núi máu chảy thành sông. Các trận văn khác có lẽ không được, nhưng trận văn này đủ rồi, đây là pháp tắc đạo văn của thần thành thiên lao, có thể giam cầm hết thầy cao thủ. Một vị thái thượng trưởng lão của Thánh Địa nói, thần thành cùng tồn tại ở thế gian, có thể ngược dòng đến thời đại sớm nhất của nhân loại, không ai biết được lai lịch chân chính của nó. Nó có được thiên lao không thể tưởng tượng, cao thủ tuyệt đỉnh bị nhốt trong đó cũng khó mà trốn thoát, vì vậy ba nhân vật cấp thánh chủ cũng không lo lắng chút nào. Giặc! Nam cung kỳ cách không vung đao, ngân mang như giải tơ, như mưa trên không trung, phi thường linh động, giống như một con chân long đang bay múa. Mà ngay giờ khắc này, một cỗ khí tức nồng đậm vọt ra, ngay cả người không hiểu biết về nguyên thuật, cũng đều rung động một trận, cảm nhận được một cỗ uy áp. Khí tức của Thái Sơ phàm là tu sĩ có điều hiểu biết về nguyên thạch đều biết đây là khí tức nồng đậm đặc biệt chỉ có thái sơ mới có so với từng chứng kiến trước đây nó còn mạnh hơn rất nhiều lần mọi người thậm chí hoài nghi kỳ thạch này được lấy ra từ trong cổ quang thái sơ vụ đá lớp lớp rơi xuống khí tức khiến người ta kinh sợ càng ngày càng nồng đậm rất nhiều người đều không kìm nổi run rẩy dường như đang đặt mình trong cấm địa sinh mệnh ở thái sơ chỉ là một tảng đá mà thôi vì sao mang đến cảm giác khủng bố mãnh liệt như vậy chẳng lẽ thật là huyết thạch chảy ra từ cổ quang thái sơ? Rất nhiều nhân vật lớp tiền bối truy hỏi người của Diêu Quang Thạch Phường, lúc trước tòa thần miếu kia cách cổ quang thái sơ có xa lắm không? Bọn họ là như thế nào vận chuyển ra được huyết tế thai? Người của Diêu Quang đều lộ về mặt chết lặng, không ai đáp lại, bọn họ cắt sáu khối huyết thạch cũng không có thu được cái gì. Không nghĩ tới khối đá đầu thừa đuôi thẹo này lại sắp xuất hiện thần nữ, thật sự là đả kích người ta mà. Phù phù một khối lớn lớp đá ngoài rơi xuống đất, huyết tế thai bị mở ra một phần ba, mà vô tình một loại sát khí vô cùng lành lạnh xuyên qua đá tuôn ra. Sinh linh ẩn chứa trong đó không giống như là một thần nữ, mà giống như một yêu ma tuyệt thế, khiến người ta không kìm nổi sợ run, rất nhiều người tu vi hơi yếu đều kinh hãi mất mật. Lùi ra phía sau, loại náo nhiệt này tốt hơn là đừng xem. Rất nhiều người trong lòng kinh sợ, lựa chọn lui ra xa, thậm chí có một số người trực tiếp rời khỏi thạch viên, không dám tiếp tục ở lại trong đó. Đây cũng không phải là kỳ chân kinh thế, nếu là vương của thái cổ xuất thế, động một cái là trăm vạn thay nằm đầy đất, máu chảy thành sông, giữ cái mạng là quan trọng hơn hết. Một số người phi thường cẩn thận, nhịn xuống lòng tò mò và kích động, thật sự rời khỏi chỗ đó. Tuy nhiên, đa số cũng không có rời đi, muốn tận mắt chứng kiến kỳ tích bọn họ rất có tin tưởng đối với thần thành thiên lao, có lòng tin tuyệt đối vào thủ đoạn của mấy vị nhân vật cấp thánh chủ. Ông! Lại một khối lớn lớp đá ngoài rơi xuống đất, sát ý thấu xương lao ra, khiến người ta ớn lạnh từ đầu đến chân, tim và mật đều phát lạnh, không kiếm nổi run dày. Lúc này, ngay cả nam cung kỳ xuất đao đều có vẻ như chậm lại, hắn cũng sinh ra sợ hãi, sát khí đã xâm nhập trong xương cốt hắn. Giặc! Lần này, hắn xuất đao không chính xác, chém rơi xuống một tầng lớp đá ngoài thật dày, một cỗ sát ý kinh thiên lao ra, bịch 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 nam cung kỳ thối lui ra ngoài, thiếu chút nữa ngồi phịch dưới đất. Mà ở bên ngoài, rất nhiều người bắt chân chuột rút, không ít người tu vi yếu kém không đứng vững, ngã xuống trên mặt đất. Không ai cười nhạo, bởi vì tất cả mọi người đều bị sát ý bao phủ, cả người phát lạnh, ngay cả lông tơ đều dựng thẳng lên. Giặc không phải nam cung kỳ xuất đao, mà là huyết tế thai tự mình sụp xuống một mảng đá ngoài, sát ý điên cuồng như sóng thần, cuồn cuộn bừng lên, khiến thiên địa đều sợ run. Mũi mâu gì xét loang lộ. Chiến mâu trước thái cổ. Áp lực cùng cực, rất nhiều người đều run lập cập, cực độ khẩn trương, rút lui về phía sau, còn có một số người mềm nhún ngã xuống đất, toàn thân nổi lên co giật. Trong đá ló ra một mũi mâu, đỏ thẫm như máu, phủ kín vết loang lổ dì xét gần như sắp mục nát nhưng nó lại vô cùng lành lạnh sát ý ngút trời khí tức khiến người ta sợ run nguồn gốc khiến người ta sợ hãi chính là nó máu nhuộm mũi mô đại biểu hủy diệt và tử vong nó không sắc bén không sáng bóng năm tháng gần như sắp làm tàn phai nó nhưng sát ý lại không giảm hình thể sắp mục nát mà sát khí lành lạnh vô tận lại vĩnh viễn không tan biến ẩn chứa khí tức khiến thiên địa rung chuyển đây là hung binh tuyệt thế, khẳng định đã giết qua nhân vật không thể tưởng tượng. Mấy nhân vật cấp thánh chủ đều lộ thần sắc trầm trọng, từng người lên tiếng. Cái máu này nhất định đã từng xuyên qua thân thể nhân vật cái thế, máu nhuộm hung binh, lưu lại sát khí lành lạnh trên một kích vô thượng kinh thiên năm đó. Thần nữ trong đá tay cầm hung binh tuyệt thế xuất thế hay sao? Khi nghĩ đến vấn đề này, rất nhiều người đều run rẩy, vô tận sợ hãi bao phủ trong lòng, mọi người đều sợ run thối lui lại. Nằm cung kỳ bình phục nỗi lòng, qua thời gian rất lâu mới lại tiến lên, nhưng cũng có thể nhìn thấy tay hắn tế ra ngân đao đang run run. Phộng! Đột nhiên, ngân đao sáng ngời như tuyết kia mới vừa tới gần mũi mâu, liền đứt khúc từng tấc một, rồi biến thành bột mịn, sát ý kinh thiên đã xé nát nó. Mũi mâu gần như mục nát, rốt cuộc đã từng thấm nhuộm qua loại máu tươi của nhãn vật nào, mà trôi qua năm tháng vô tận, vẫn còn lưu lại sát ý khiến lòng người run sợ như vậy để ta làm cho đại năng cơ ra tiến lên. Lão nhân lấy một ngân đào khác, cách không vạch khác, bụi đá lớp lớp rơi xuống. Lão không có chạm đến chiến mâu sậm máu kia, cách xa khu vực đó, lão muốn cắt ra bộ phận khác của thần nữ, không nghĩ để cho thanh hung binh tuyệt thế xuất thế quá sớm. Rạc. Lập đá ngoài không ngừng bóc ra, khí tức thánh khiết tràn ngập, hào quang dịu dàng tuôn tràn ra một loại lực lượng cực kỳ thần thánh và tường hòa đây là nguyên gì mà có màu bạc sáng lạn giống như sao trời chói sáng lại giống như là ánh trăng rằm một vài nhân vật lớp tiền bối đều kinh ngạc cắt ra rồi một thần nữ quả nhiên có chứa trong đó một thần nữ rất nhiều người đều khiếp sợ kêu lên vương của thái cổ nhất định là vương của thái cổ thái thượng trưởng lão các thánh địa đều cả kinh để ta xem các ngươi lấy cái gì đánh cược các đệ tử nguyên thuật thế gia vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, cười lạnh nhìn thẳng vào Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Không biết đây là loại nguyên nào, gần như không ai có thể nhận ra, ngay cả Diệp Phàm và Nam Cung Kỳ cũng không thể hiểu thấu. Nó cũng không trói mắt bao nhiêu, như là từ sao trên trời luyện chế thành, hoặc như là ánh sáng chiếu rọi của trăng sáng tụ lại cùng nhau, dịu dàng mà mông lung. Nó trong suốt lóng lánh, có lực lượng thánh khiết đang lưu chuyển, hết sức hấp dẫn tâm thần người ta, trước tiên nhìn thấy sẽ cảm thấy được nó không tầm thường, tuyệt không ở dưới thần nguyên. Tuy nhiên, loại nguyên thần bí cũng không phải hấp dẫn người ta nhất, mà chính thần nữ bên trong mới là tiêu điểm, là chú mục của mọi người, tất cả ánh mắt đều tập trung nhìn vào. Bên trong thạch viên đầu tiên là xuất hiện tiếng kêu sợ hãi, rồi sau đó lại yên lặng giống như tử cảnh, tiếp theo sau lại là tiếng ồn ào như sóng vỗ bờ, mọi người đều bị kinh sợ. Giờ khắc này chứng kiến kỳ tích không ai có thể bình tĩnh trong đá cắt ra thần nữ dường như là thần thoại hoang đường tái hiện tin đồn mười mấy vạn năm trước ở trong nguyên thạch trong suốt như ánh trăng tạo thành có một gương mặt tường hòa xinh đẹp phi thường phẳng phất như đang ngủ say vẫn không nhúc nhích sợi tóc màu tím mềm mại mà lại óng ánh che đi nửa tiên nhan nhưng cũng khó che giấu được vẻ mỹ mạo kinh thế của nàng làn da nàng đặc biệt trong suốt trắng nõn như là dùng dương chi ngọc khắc thành không giống là thân thể bằng xương bằng thịt làm cho người ta có cảm giác thực mộc ảo làm cho người ta nghĩ rằng đây là kiệt tác của trời cao mà không phải là máu thịt sinh thành tất cả mọi người kinh sợ đến ngây người xác định đây không phải là ảo giác là thật sự cắt ra thần nữ loại nguyên kỳ dị giống như sao trời rèn luyện thành tàn phát ra lực lượng thần thánh hòa tan sát khí của mũi mô màu máu là động cơ làm cho người ta cảm nhận được một loại thư thái đây là thật vậy chăng ta như thế nào có cảm giác hư ảo thế nào ấy một thiếu nữ còn sống, một vương của Thái Cổ. Tuyệt đối là vương của Thái Cổ, bởi vì ở thời đại đó, gần như không có sinh linh giống nhau như đúc với nhân tộc, nhưng nếu có át phải là vương tộc. Mọi người chú ý tới tiên nhan tuyệt thế này số tuổi cũng không lớn lắm, thậm chí thoạt nhìn còn có chút non nớt, không thể vượt qua 16-17 tuổi. Là nàng cầm trong tay chiến mâu tuyệt thế, từng đánh chết nhân vật vô thượng không thể tưởng tượng sao. Một khi nghĩ đến vấn đề này, trong lòng mọi người chỉ có run sợ, cô gái nhìn như im lặng tường hòa, nhưng không nhất định là số tuổi cùng trạng thái thật của nàng. Có lẽ chính là một vương tuyệt đại. Trong đám người, tiểu nguyệt trong sáng của cơ gia và tiểu nhi cô áo trắng dùng sức bắt lấy thần tàm, tiểu sinh linh màu vàng này lộ dáng vẻ vô cùng căng thẳng, giải rùa kịch liệt dường như muốn sông lên. Vị đại năng cơ gia tâm vững như thiết, vẫn không một chút dao động, ngân đao trong tay cách không vạch khác bụi đá tung bay không ngừng rơi xuống. Gần như chỉ khoảng nửa khác, lão đã cắt ra gần phân nửa nguyên thạch, lộ ra một nửa người thần nữ như ẩn như hiện, nàng mặc xa im màu vàng, cơ thể trắng toát thuần khiết. Vị đại năng cơ gia luôn luôn lảng tránh cây hung binh tuyệt thế kia, không có cắt bỏ vật liệu đá chung quanh mùi mông màu máu, không cho nó xuất thế quá sớm. Cuối cùng, khối nguyên thạch lớn gần như đều bị cắt ra hết, chỉ có nửa người cô gái là chưa lộ ra, nơi đó là vị trí có chiến mâu màu máu răng rắc. Rốt cuộc vị đại năng cơ gia vẫn là ra tay, khối đá sụp đổ, không ngừng rơi xuống đất, cắt lộ ra hơn phân nửa mũi mâu tuyệt thế. Ẩm! Sát ý ngất trời như là nước thủy chiều nhấp nhô gận sóng, người ở đây đều như rơi xuống luyện ngục. Sau khi chiến mô gần như mục nát kia lộ ra một khúc, rất nhiều người đều không chịu nổi. Như là có ma chủ tuyệt thế khí thế nuốt núi sông xuất thế, đây là một loại uy hiếp đến từ linh hồn, trùng trùng điệp điệp dường như đang từ chín tầng trời và chín tầng âm phủ cùng một lúc ùn ùn mãnh liệt kéo đến. Phù phù. Không ít người không chịu đựng nổi sát ý xâm nhập trong xương cốt, mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, bật ra tiếng gào thét. Hùng binh tuyệt thế hình dạng mục nát, nhưng sát ý bất diệt. Mau lui lại. Rất nhiều tu sĩ run rẩy, sợ hãi, thối lui mà đi, rất nhiều nhân vật lớp người già đều sợ hãi, tóc cái dựng thẳng lên. Quang. Wow ngân đao khẽ ngân lên vị đại năng cơ ra vận đao như bay không ngừng chém dụng lớp đá ngoài cắt bỏ lớp đá ngoài chung quanh huyết mâu sắp hoàn toàn hiện ra lúc này mọi người nhạy bên cảm thấy dường như có điều không thích hợp chiến mâu loang lổ gì xét kia dường như không phải bị cô gái cầm trong tay không đúng hoàn toàn không đúng dường như binh khí này không phải của thần nữ vương của thái cổ dường như bị hung binh tuyệt thế xuyên thủng mọi người giật mình phát hiện sự thực này, thoạt nhìn rất giống cô gái cầm mâu, nhưng tuyệt không phải như thế, cổ mâu chính là đâm thùng ngực mà qua, ghim trên người nàng. Soảng Cuối cùng một tiếng vang nhỏ, khối đá mấy trăm cân toàn bộ rơi xuống, kỳ chân ẩn chứa trong huyết tế thai hiển lộ ra. Đây là một khối nguyên đặc sắc cao gần hai thước, nó treo giữa không trung, cũng không chìm rơi xuống, có được đặc tính giống như thần nguyên mà lại có lực lượng thánh khiết lưu truyền phòng bên trong nó có một thiếu nữ tóc tím, có được tiên nhan tuyệt thế, vẫn không nhúc nhích, nhìn như đang ngủ say, thế nhưng mọi người đều phát ra một tiếng thở dài luyến tiếp. Một thành thần mâu tuyệt thế xuyên qua khối nguyên đặc sắc, lộ ra một đoạn mùi mâu, ghim trên người cô gái, xuyên thủng qua bộ vị trái tim của nàng. Bất cứ người nào cũng không nghĩ tới kết quả lại như thế, một vị vương của Thái Cổ bị người đánh chết như vậy, thật sự khiến người ta cảm giác khiếp sợ vương của Thái Cổ rốt cuộc cường đại tới mức nào, mọi người khó có thể biết được, có người phỏng đoán có khả năng cùng luận bàn cùng đại đế là vô địch trên trời dưới đất. Thời đại xa xưa lâu lắm, ngay cả là chư thánh địa cũng không có khả năng cùng đại chiến chủng tộc Thái Cổ, bởi vì ở giữa ngăn cách một thời đại, có một khoảng trống thời gian. Thực lực của bọn họ đến tột cùng như thế nào, rốt cuộc đạt tới trình độ đến mức nào, không ai có thể nói rõ, ai cũng không thể trở về thời đại Thái Cổ để khảo chứng vương của Thái Cổ có thể khiến thiên địa sợ run, rốt cuộc vì sao bị đâm xuyên qua. Nhân vật vô địch trên trời dưới đất, vì sao lại bị hung binh tuyệt thế đóng đinh. Ngay cả các nhân vật như Sích Long Đạo Nhân, Đại Hạ Hoàng Thúc đều suy nghĩ xuất thần, rất là kinh sợ. Mọi người đều kinh hãi, từ rất xa quan sát, bằng không không thể chịu đựng được cái loại sát ý này, mũi mâu lành lạnh khiếp người, áp bách mà đến, ai nấy đều như sắp ngã gục xuống đất. Hù hù! đột nhiên vang lên tiếng khóc lớn thương tâm, tiếng khóc rất non nớt nhưng vô cùng thương đau, thần tàm thoáng cái thoát khỏi kiếm giữ của cơ tử Nguyệt và tiểu Nhi Cô, vọt tới trước khối kỳ nguyên treo giữa không trung. Lão Tổ Tông không cần đà thương nó. Cơ gia tiểu Nguyệt chuyển âm. Vị đại năng cơ gia không có ngăn cản, yên lặng đứng một bên quan sát thần tàm cũng không có hoảng sợ sát khí của mùi mâu, lập tức nhào tới phủ lên khối kỳ nguyên, lớn tiếng khóc ròng, nước mắt tiếp tục rơi xuống thành hai dòng lệ. Ngay cả tiểu ni cô áo trắng cùng là lần đầu tiên nghe được thần tàm phát âm, ngày thường nó đều không ra tiếng, chỉ hành động, còn tưởng rằng nó là một con vật nhỏ câm điếc chứ. Nhưng, giờ phút này nó bi thương khóc lóc, trong đôi mắt to sáng người đầy nước mắt, vừa khóc lớn hu hu, nó vừa vươn một chân trước nhỏ không ngừng vuốt ve khuôn mặt thiếu nữ. Nhưng, nàng sao có thể sống lại, sớm bị đóng đinh ở trong đó, ngã xuống cũng không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Nhỏ ngoan đừng khóc nữa. Tiểu ni cổ áo trắng dịu dàng khuyên bảo, nhưng không có cách nào tới gần, nàng không chịu đựng nổi sát khí của hung binh. Nhỏ đáng thương đừng khóc, ta đều khó chịu rồi. Cơ gia tiểu nguyệt cùng lên tiếng khuyên nhủ đây là chuyện gì xảy ra mọi người tại đây đều kinh ngạc ngẩn người tiểu sinh linh màu vàng này chẳng lẽ nhận biết thiếu nữ kia sao